truyền thông cũng chụp ảnh một số ảnh nào mọi người vào ngồi xong để chuẩn bị lên khung hình. Thầy bảo này, bây giờ có khi tạm thời chúng ta bỏ sớ xuống đi. Bỏ sớ chúng kẹp vào trong ở trang cuối của cuốn kinh giúp thầy. Đấy. Băng đấy, như này là giống như là đội tuyển Việt Nam vô địch. Đấy, có máy khói phụt khói đây không? Xin mời toàn thể là chàng cho một chàng pháo tay thật giòn giã với ca khúc về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mắt soi sân đường cho con bình an.
biết em nghe gió con hát không ạ? Nghe gió không ạ? Rồi, công xin cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Duy Hưng với một ca khúc rất là nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng về cái bộ thác quán thế âm. Và chúng ta có những coi như là bông hoa, hoa tay, hoa tâm đấy, như thế này này, để chúng ta